giống quá mới luôn. Mới cạo luôn. Ăn tích tắc đây nè. Đó, này ta gọi là giật lá tìm sâu cả nha. Đèn còn, đèn còn. Cây này dữ rồi. Cây này bội thu luôn rồi cả nhà. Bội thu sâu hả bác? Tùng xin chào cả nhà. Hôm nay mình đi vô nhà của em Phát, vô nhà của Út mình đó cả nhà. Hôm nay mình dự định đi bắt sâu để về mình văng cái đường câu giác của anh hai, kiếm mồi để làm clip ẩm thực nha cả nhà. Em Phát nói ở trong gần nhà nè, có mấy cây này nè, là mai vàng phúc ha. Sâu, mấy con sâu để câu, người ta câu nhiều lắm cả nhà. Không, em Phát mình cũng có bắt đi ngoài sông Tiền mình câu nữa. Hôm nay anh em mình bắt khá khá để về mình văng nguyên đường câu luôn. Xin mời cả nhà theo anh em mình nha. Có thấy không? Từ từ. Phải có thôi. À, đây hai con nè, thấy chưa? À. Đây, à, thấy. À, thấy nè. À, rồi. Lúm hang. À, mình bẻ, mình chừa cái này ăn cho. Ăn cho nó ăn. Tối nó ăn ha. Ừ. À. Bắt nó không rồi, nó không có mồi ăn. À, đúng rồi. Không có mồi ăn cái nó màu đen lắm. Nó già. Nè, đây ngon. À, mình lụm nó thì mình cũng phải cho nó miếng mồi. À. À. Đây là mai vàng phúc cả nha. Đây người ta làm kiển nè. Bông này nhiều lắm, nó chỗ nè, coi nè. Cái bông này chỗ, nó chỗ dài dài, mấy bông này còn búp búp. Chỗ lần lần tới là chỗ hoài luôn á. Hầu như cái này chỗ nhiều lắm. Chỗ này phải có một con nữa. Phải không? Thấy. Mà không biết, chưa thấy nó nằm đâu nè. Nè, thấy không? Hay ha. Ôi, con này nó mập. Ôi, con này đã học tiếp mà nha. Con này phải bắt con ba sa 1 kg. Cá bự. Con này bự quá mà. À, cái này cũng dễ bắt quá ta. Ừ, dễ tìm ha. Con tại vì sâu này nó bự nha. Nó có hang mắt. Nó đeo cặp mắt kiến nha. Tính ra mình bắt sâu này mình cũng góp phần bảo vệ mấy cây này nè, để cho nó ăn rụi hết trơn sao. Con chó tên gì Phát? No. Đi về. À, mới giờ nó hỏi tên đó, anh đang kêu đi. Đi về cho. Đi tới dặm đi theo quá. Ừ, đó. Ôi, vừa ngon quá vậy. Bây giờ ở quê mình vừa lùng lùng không à cả nhà ơi. Giờ mới vừa cao vừa ít rồi. Vừa lùng mau ăn, dễ hái. Bắt sâu dùm như thế này. Ủa vậy là mình đi bắt mướn hả ta? Dạ. Ủa cô, vậy là mình con bắt vậy là một cây bao nhiêu tiền cô? Dạ. Không lấy nhiều lấy hả? Không có, ý con nói là con bắt sâu cho cô nè, rồi cô trả cho tụi con bao nhiêu tiền một cây bông vậy? Là tôi đòi lại tiền đó nữa đó. Trời ơi, con sâu nó bự quá nhờ. Chọc cô. Dạ có, con bành cây đó. Dạ. Thôi cô, cô nuôi con chó á. Dạ. Cô nuôi con chó như con gấu ạ, à? Quá trời bự rồi nè. Dạ. Con cảm ơn cô ơi. Chúc cô buổi chiều vui vẻ nha. Dạ con đi. Đi về vườn là cái cây thôi, bao la cả nhà. Đi về dài nè, vú sữa, rồi cốc, rồi mít, rồi ổi, rồi xài. Đủ thứ hết trơn á. Tìm coi. Cái này không có. Ừ, thấy tốt quá, tốt mà. Bởi vì nó còn chừng nào cái nào mà cùi cọc có mà bị ăn phải không? Có dấu ăn mới thấy nó. Còn không có dấu ăn là không có. Ngoài này là miếng gãy. Cô bác mình trồng hành với lại ớt cái nè. Hành với ớt. Tính ra này mình, nếu mà mình nhìn sơ sơ là mình biết có dấu ăn không là mình tìm được rồi. Có dấu là kiếm bằng khả năng là có nó. Ừ. Nhưng mà không biết người ta có bắt rồi chưa thôi. Chứ nhiều khi người ta mới bắt hồi sáng á. À. Dấu vẫn mới mà mình kiếm không gặp. Chịu làm nhà ha. Qua bắt hai con. Sao bắt hai con? Trời, mấy phim mới xong nữa. Dạ. Ở đây gần nhà chắc sâu chắc bắt hết rồi ha. Bắt chị, ha. Gì?
Thằng này nó bắt nó chơi nó giục quá chứ à, nó làm gì. Em sợ tưởng đâu bắt cho nó tốt cây sợ nó hư cây á. Dạ. Không đủ mấy này nó bắt nó có đâu bắt nó. Dạ. Su bắt hai con luôn á. Su bắt hết rồi còn đâu nữa. Su không sợ sâu á Su. Trời ơi con sâu bự vậy nè, cầm vậy nè. Dạ. Nó nội nó sợ lắm, nổi chân mà nó không sợ. Dạ. Dạ. Con này hình như hôm qua hàng giờ cũng có bắt cũng có thời gian. Dạ. Rồi em đi, em đi. Cảm ơn nha. Không không có con sâu mình bẻ cái cốc đỡ đi. Ừ. Cốc quá thiệt cốc rồi. Cốc này là cốc Thái nha. Nè coi chùm. Cốc cái này là ăn được hả bác, cái này nào không? Cái nào ăn cũng được. À, quá thiệt trái rồi nha, có cây cốc luôn. Hết sức trái không? Quá thiệt. Đây có ông bánh bao kìa. Bánh bao lắm rồi. Đứng ở bánh bao à. Bánh bao, bánh bao. Bánh bao, bánh bao. Bán cái bánh bao anh. Nhiêu cái? Cái 10 ngàn anh. Có loại nào nữa không? Dạ, một loại 10 ngàn. Vậy lấy hai cái đi. Có tiền nè. Có anh có nè. Bán ngày được mấy trăm cái anh? Ngày được 200 cái. Dạ. Sâu dữ hả? Dạ dạ. Rồi em gửi tiền. Rồi cảm ơn. Chúc anh bán đắt nha. Dạ. 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 Phải không có bán, phải không có bán sâm lạnh luôn ha. Sâm lạnh đúng luôn. Ăn bánh bao này chứ khát nước lắm nha cả nhà. Chiều đó bụng rồi đi bắt sâu rồi, trước khi bắt sâu ăn miếng bánh bao. Vâng hả? Mời cả nhà ăn bánh bao. Đói quá. Tụi mời cả nhà. Đói quá anh cạp luôn. Bởi vì nhiều khi mình có những sai sót là thú vị đó nha. Gì nè? Thôi gắn vậy đó hả? Dạ. Lúc đó ở quê đó người ta bán mấy cái mắc quá cũng khó bán ha. Nó không được nhiều quá. Nhưng mà lúc nào cũng phải chen chen vài trái đó. Nhiều khi mấy người bán thứ mà. Ừ. Tính ra là không cho quyền lựa chọn luôn đó. Khi muốn bao là mấy cái là lấy mấy cái vậy. Ừ. Có một cái trứng cút nè. Giờ nhưng mình cắn thành nửa cái à. Bánh bao 2 trứng chắc 15 ngàn quá. Một trứng 10 ngàn. Trứng gà chịu đi khỏe ta, mát rượi ha. Không lầm. Ở ngoài anh hai cái bị nhà máy bụi á, tối về chơi bụi, có bữa bụi lắm, gió à. Ừ, bụi ra tới ngoài sông luôn á, văng lưới mà mình cõi đèn nè, thấy trước mặt mình bụi bụi. Rồi, mình tiếp tục lên đường cả nhà ơi. Đây là những cây mai vạn phúc mà người ta trồng theo dọc lộ nè. Cái tuyến công trình của khi mà cái lộ hoàn thành người ta cũng trồng theo luôn để cho tạo mỹ quan á. Cây này nó lớn rồi, cái này nó lớn rồi, bắt đầu nó có bông, chỗ bông đồ nhiều. Nói chung cây cỡ đó bắt đầu là sâu nhiều rồi. Lúc mới cây nhỏ nhỏ thì từ cái chỗ nhà vườn ta đem lại á, thì lúc đó chưa đâu. Thời gian mình trồng ở đây vài tháng là đầu bướm rồi nè, bướm nó bay lại. Nó bay lại cái nó đẻ, có sâu. Những cây mai vạn phúc như vậy hoặc là những cây rau dừa là cái đầu sâu xanh có hai cái con mắt bự bành kia này nè, là nó thèm ăn lắm. Không, rồi, đây nè, thấy không? Ừ. Dòm sơ sơ đâu phải đơn giản. Hết sức con sâu. Con sâu rồi. Cái cây nhỏ mà con mắt nó hiếp lại. Thôi con này nó mọc quá mắt hiếp. Đúng rồi. Uống luôn cái đầu hiếp mắt rồi. Ôi ôi. Anh bẻ kìa. Này cả nhà, nó có hai con mắt kìa nè cả nhà. Mà con hồi nãy nó mập quá. Hồi nãy mập quá nó hiếp mắt luôn. À, cái dấu này nè. Dấu này mới chết phải không? À, đúng rồi đúng rồi.
cái kiểu như nó còn đó, mới cạp nãy giờ đó. Rồi ơi sầu màu bén, màu bén cho mấy con ba sa ở sông Tiền. Ở đây à, mấy con cá ba sa có nữa còn, còn, còn cái phát, còn cái phát đây. Tại cái dấu này đang mới chát đây nè, đang ngoài đọt rồi nó bò vô đó nó nằm ha. Đang đây qua đây ăn nhánh này nãy giờ nè, cục này nè, có dấu mới mới là có nó chắc à, mà sợ bị người ta bắt thôi. Trời ơi anh nằm dài sọc ở đây nè. Đây sơ ý đâu có gặp được nó đâu. Đúng rồi, nằm phía dưới. Ôi giời, nó mọc mắt nè. Đặt chân cái lồi nãy ngổ ha. Quá tiền. Nhìn như kiểu như người hành tinh á ha, mấy bộ phim mà người hành tinh có hai mắt con xanh dờn mà có hai mắt bằng kia đó. Cái đó là nó không phải, không ai hiện đại nó không có thấy đường. Cái dấu vậy thôi chứ đâu phải con mắt. Dấu vậy thôi. Nhưng mà tới chừng nó sau này nó kinh thành con nhộng rồi nó mới nở ra con bướm á, là ở đó nó mới ra hai con mắt ở chỗ đó đó, hai con mắt bướm á. Xa xa ở nông thôn mình có một cái chỗ này để mình đựng rác nhựa, vỏ chai, những cái chai mà thuốc sâu được á nha. Mình bỏ ở đây, có nắp đậy nha. Có nơi có chỗ rồi. Nó leo hàng rào, con này tính leo rào hết rồi. Tính leo rào. Được, mình bẻ nè. Ê rồi tưởng rớt cái là buồn lắm ạ. Ê con này mắc hiếp nè, con này mập nè. Còn cái đó mới đã. Mấy con nó không vừa móc lắm ạ. Ba con. Mấy cái nhỏ nhỏ cho lợi hại á. 4 con. Cây 4 con. Qua cây bông trang coi có không? Không. Bông trang nằm kế bên vậy chứ không có nha cả nhà. Ồ nó không có thích cái vị của cái lá cây này thì sao? Cây bông giấy này đẹp quá ta. Cây này nó chỗ, chỗ nó chỗ có nhiều. Cái này gọi là bông, bông giấy cẩm thạch. Lá còn bán. Nó nhỏ kiểu này nó chỗ bông á, bạn nó bông nó nhiều hơn. Dấu quá mới luôn. Mới cạp luôn đó. Mới tắt ở đây nè. Không quá nửa tiếng hồ. Mà không biết anh tuột ở đâu rồi. Có sâu mà ơi. Có không? Dạ có là gai ít. Cây này có con nè. Hay à. Nó ở chỗ nào đâu trời. Ôi. Mấy cây mai Văn Phúc mà nó tốt vậy nè cả nhà, là không có sâu. Tại vì gần trước cửa nhà nè, người ta bắt để cho cây nó phát triển tốt cho đẹp cái căn nhà. Con kìa. Hai ba con một chồng luôn đã phát. Bên đây thơm hay gì nó mùng tập trung nó dữ. Đèn con. Cây này dữ rồi. Cây này bội thu luôn rồi cả nhà. Bội thu sâu hả bác. Đó còn nè. Rồi, tính ra cây này bội thu thiệt à. Quá thiệt à. Đấy, dịch cái cây mà mấy cái đó làm như có sâu cái gì đâu mà ngứa tê tê quá.
hai em. Nói chung mình bắt sâu mình phải gỡ mấy cái cây dây leo này cả nhà, để cho cái cây nó chản ra mới có sâu, chứ nó tùm quá không có sâu. Có lợi cho nó cũng có lợi cho mình. Cũng xương nó mới được. Đây là trồng lá lốt chóc chân nè. Lốt bò. Lốt từ bao la. Đây là lá lốt nè. Lốt này cuốn thịt bò nướng. Anh em mình đi từ chiều về này tối luôn rồi cả nhà. Ban đêm á, cái nó mới nở nè. Nó còn nó nhỏ quá. Em phát nó ban đêm á, cái đầu nó mát trời á, cái nó bò lên trên đọt nè, mình dễ bắt lắm. Nãy thì mình phải dập đồ nhiều. Nó ăn cái cây mà tới nổi mà không còn để lá mà tới đây nè. Đúng rồi. Không còn gì để ăn. Đây hàng chi nó ốm cái đậu thời giờ nào hết. Đang con nữa nè. Cây này bị ăn quá chừng luôn rồi nè, không còn lá nữa nè. Tươi tải nè, sơ sát nè. Quá gì? Nó 3-4 con đeo mà. Cây này 3 con rồi không? 4 con. Nó cả nhà coi cây vừa rồi trụ lũi nè, cây này xanh um. Cây kia bữa sâu quá chừng. Cây này có đó. Cây này thấy chỗ này nó có ăn nè. Ha. Chỗ này nó thưa bông. Dài cũng hướng trên đây không? Bông nhiều, còn chỗ đó nó cái dấu nó cạp đó. Nó cạp mà không biết nó đâu. Mập ú u. Phải có thôi. Có dấu ăn mà. Ừ. Sâu con nữa nha. Sâu con thả lại. Hả? Thả rồi nó còn lại. Rồi cái này coi sao. Nè đây con nè. Nó lên tối nó lên ăn ra ngoài xích ngoài không? À. Dòng quá mắt bên kia đi theo em à, đèn sáng em thấy nè, đây rồi cà bá luôn. Ôi con ngày mơi thôi em xui ngày mơi mới được thôi. Nó vừa móc. Cây cuối cùng. Anh em mình đi hết đoạn đường luôn đó cả nhà. Chưa chơi thấy gà thấy không? Hả? Chưa chơi. À, thấy rồi. Rồi một, anh bự quá mà. Ba là em luôn. Dạ, này cái này bắt kỹ đó nè. Cái cuối cùng nè. Một em nè. Ôi ơi. Nó gần gần nhau không? Ăn cây này muốn banh luôn. Dạ. Ba con. Đây, 14 luôn. Con cày không, 4 con bự rồi. Vòng bố bắn. Nè. Ừ. Được lưng lên dễ thấy, được cái bụng lên xanh dần đâu thấy được. Ừ, khó thấy. Mấy mấy con rồi? 5 con. 5 con rồi đó, con này. Cái này. 5 con bự. Hết chưa? Rồi. Đã hoàn thành cả nhà ơi. Hoàn thành đoạn đường kêu là đoạn đường nông thôn mới. Anh em mình hôm nay đi bắt sâu cho đoạn đường nông thôn mới nha cả nhà. Nói chứ mình nói giỡn thôi chứ anh em mình mục đích chính đó là để bắt cái này về làm mồi để nhân câu. Anh em mình sẽ dùng số sâu này để chiến đấu với mấy con hú và sa ở sông Tiền.
anh em mình hẹn cả nhà clip tiếp theo nha. Giờ mình về, bye bye, tạm biệt cả nhà.